Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn lớp luyện đề thi CAE. Lớp này phù hợp cho những bạn có mục tiêu gì? Học cái gì? Học ra sao? Hình thức học như thế nào? Học phí, vân vân các bạn nha. Để hiểu hơn về khóa học của thầy, các bạn cần nhìn vào lộ trình sẽ dễ hiểu hơn cái khóa học của thầy các bạn. Đây nè, thầy có 18 lớp học. Và thầy chia thành 6 giai đoạn theo khung tham chiếu châu Âu, 6 bậc. Và cũng theo năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục Đào tạo, gồm 6 bậc. Và lớp chúng ta là lớp luyện đề thi CAE. Nó nằm ở giai đoạn 5, là cấp độ C1. Trong cấp độ C1 này, thầy có 3 lớp. Lớp C1, Hà Nội, Hồ Chí Minh, lớp luyện đề thi CAE. Thì lớp luyện đề thi CAE đó bác, nó cực kỳ hay. Nó bổ trợ cho các bạn đi thi chuyên Anh học sinh giỏi, học sinh giỏi cấp 3, lớp 11, 12 và các tỉnh thành thi khó, cực kỳ tốt luôn. Nếu bạn nghe được các đề thi CAE, thầy đảm bảo các bạn luôn. Quan điểm cá nhân của thầy, phần nghe CAE á, quan điểm cá nhân của thầy thì thấy nó khó hơn đề thi IELTS. Bạn nghe được các đề thi CAE thì bạn đi thi IELTS phần nghe á, đề thi học sinh giỏi mà cho dạng IELTS á, một cách tự tin các bạn nha, một cách tự tin luôn. Rồi phần đọc hiểu CAE đó các bạn rất khó chịu. Các đề thi chuyên Anh học sinh giỏi phần lớn đọc hiểu ở mức độ B2. Cá biệt các đề thi ở Hà Nội, ở Nghệ An, ở Thành phố Hồ Chí Minh đó, không phải tất cả nha, có năm cho tới C1 là ở cấp độ C1 CAE nè. Nếu bạn làm được đọc hiểu CAE, bạn có khả năng làm rất nhiều bài đọc hiểu. Bạn có khả năng làm được các bài đọc hiểu học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 nha. Quan sát các bạn thấy đọc hiểu học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 và các đề thi chuyên khó, nó ở mức độ C1 nè. Và nó có nhiều dạng trong đề CCA nè. CAE đọc hiểu cực chất luôn nha. Đọc hiểu nó cực kỳ hay luôn. Nó cực kỳ hay các bạn. Phần nghe cực kỳ hay. Phần viết câu, phần word form, phần điền từ phù hợp á, thì nó chỉ ở mức độ thông thường là B2. Thì trong lớp học này của thầy đó, nhiều bạn kết hợp với lớp B2 luyện đề để học cùng với lớp B2 luyện đề. Nè, nhiều bạn chưa tự tin đó, kết hợp với lớp B2 FCE để học. Vừa học FCE vừa học CAE luôn các bạn nha. Đó, để hiểu về cái lớp học của thầy á, mục đích cho các bạn là bổ sung cho bạn đọc hiểu nghe và những phần khác của cái đề thi chuyên Anh học sinh giỏi thi ở các tỉnh thành khó nha, tỉnh thành khó. Bạn nào mà thi ở các tỉnh thành dễ, thầy ví dụ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, ở các tỉnh miền núi như là Đắk Nông, Gia Lai hoặc là miền Tây thì các bạn chỉ cần B2 luyện đề thôi. C1 CAE thì dành cho những bạn thi học sinh giỏi cấp 3 ở các tỉnh thành đó thì phù hợp hơn. Và những bạn thi chuyên Anh học sinh giỏi ở các tỉnh thành khó, hoặc là bạn muốn nâng cao kiến thức, nâng cao lên, đi thi đề thấp hơn chút xíu là nó vừa nha. Rồi lớp học của mình học cái gì các bạn? Chúng ta ăn no sẽ cùng với thầy giải những đề thi sau đây. Quyển thứ nhất, quyển số 2, rồi quyển số 3 nè các bạn nha. Rồi quyển số 4. Đây quyển số 4. Rồi quyển số 5 các bạn nha. Số 5, số 6, số 7. Chúng ta giải 7 quyển CAE tương ứng với 28 đề thi. Cứ xong 28 đề thi này thì chúng ta sẽ kết thúc khóa học. Thời gian học của chúng ta khoảng 4 tháng nha. Nếu lớp học của chúng ta nhiều bạn giỏi
Thầy sẽ đi nhanh một chút xíu. Còn có nhiều bạn dở hơn một chút. Bạn có nhiều câu hỏi hơn cho thầy trong quá trình học. Thì thầy đi chậm hơn chút. Đó, cứ xong 7 tập đề thi là chúng ta kết thúc một chúng ta. Và thời gian học như thế nào? Đây các bạn, chúng ta học ban tối 9 giờ 30 đến 11 giờ. Hai buổi, hai tuần, một tuần hai buổi các bạn nha. Đó, một tuần hai buổi. Lớp này thầy hướng dẫn trực tiếp qua Zoom các bạn nha. Và nhiều bạn quan tâm đến học phí. Thầy có một chính sách chung và không thay đổi trong nhiều năm liền nha, từ khi thầy dạy online đến đây. Đăng ký lần đầu tiên, đăng ký lần thứ hai, đăng ký trễ như đây, kết hợp khóa này với khóa kia để mà bổ sung hoặc nâng cao là như đây các bạn nha. Thầy cảm ơn các bạn quan tâm đến khóa học của thầy, mong muốn gặp các bạn trong lớp học các bạn nha. Cảm ơn các bạn quan tâm. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.